Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Ayo, xin chào các bạn trở lại kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense nha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi tới một cái gọi là đội hình mà gọi là ngày xưa chúng ta hay chơi đó, kiểu đội hình mà một cái anime nào đó. À, anime chúng ta được chọn hôm nay đó là anime AOT nha anh em. Tại vì hôm nay đã có sự góp mặt của Mikasa làm cho cái đội hình AOT nó trở nên mạnh hơn rất nhiều anh em ạ. Đội hình của chúng ta sẽ gồm có thứ nhất là Mikasa, thứ hai là người lùn Levi, thứ ba là chúng ta có Titan Búa Chiến, con này sở hữu ở trong Red 2. Còn Eren, nhân vật chính của phim, mặc dù giờ vẫn còn 5 sao, nhưng mà tôi tin tưởng là một ngày nào đó sẽ lên 6 sao, anh em yên tâm, cứ đầu tư Eren cho tôi. Tôi quay, tối qua tôi quay Mikasa, tôi được đâu gần thêm 20 Eren nữa anh em ạ. Còn cuối cùng là chúng ta sẽ đem theo Armin anh em. Armin thì nó sẽ có được một cái ốp, nên là anh em nên kiếm cái ốp và gắn vào cho nó. Cái ốp này sẽ tăng cho anh ta khá là nhiều sức mạnh đấy anh em ạ. Để anh coi, ốp này sẽ tăng cho anh ta sức mạnh lên ít nhất là gấp 10 lần anh em. Rồi, thì không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video để thử coi là hình AOT có thể tiến xa đến đâu nhé. Bạn cần một dịch vụ kỳ hơi, một nơi bán robot uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán robot rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 robux. Đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi anh em ạ, hiện tại là quay thứ 20 nha anh em. Và đội hình của tụi mình thì mình sẽ cho anh em coi cơ bản là đội hình mình thủ như nào anh em. Thì đây là đội hình thủ cơ bản của chúng ta. Tụi mình thì sử dụng Eren để phòng thủ nha anh em. Cảnh tượng này thì khá là kiểu như là hoài cổ anh em ạ. Tại ngày xưa chúng ta cũng hay chơi bằng Eren thủ nè anh em. Bây giờ thì biệt đội Titan của mình đang gọi là ủi vô nhà của nó anh em ạ. Đó, thằng em mình nó nói là Death không có tiền của anh em, tại mấy con Titan này nó chạy lên hơi chậm anh em ạ. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng gọi là xô những cái con mà cần thiết ở trong đội hình cho ta ra để gọi là gánh tem nha anh em. Thì con đầu tiên là chúng ta sẽ có là cái con thằng này nó trang bị bút tam sớm anh em, tại thằng này nó mới làm tụ lệ anh em nên là nó chăm chỉ lắm anh em ạ. Mấy thằng là mới vô nó hay chăm lắm anh em đó, cỡ sau nó hết chăm rồi à. Rồi thì mình sẽ bắt đầu úp mấy con lên. Ủa mà nó búp, nó tính búp 22 ta. Thôi kệ đi, nó búp kia, nó búp anh em, búp không đủ đam mình xúc cho mồm đó anh em ạ. Rồi, trước tiên là chúng ta sẽ review Mikasa trước nha anh em. Mikasa của mình thì cấp 60, không gắn ốp, tại hồi nãy mình quên gắn đó, chứ không phải là chúng ta không gắn đâu. Thì ở đây hai cặp đôi này mình đã gọi là review trước cho anh em rồi. Mikasa thì nó có cái lượng tốc đánh ngon hơn, AoE cũng gọi là có cái chảo bự hơn, chỉ thua Levi là một điểm là cái rank nó bé hơn thôi anh em. Đó, nhưng mà điều đó thì nó cũng không có làm cho con Mikasa này nó yếu hơn đâu anh em. Mình vẫn đánh giá cao Mikasa hơn con Levi nhé. Thật ra là nó mạnh hơn mình, đánh giá cao hơn cũng đúng anh em. Rồi, cặp này thì không có gì đặc biệt hết. Đây chắc chắn sẽ là bộ đôi mà carry chúng ta ở trong cái video này. Đó là Mikasa cùng với Levi anh em. Rồi, những unit mà đáng chú ý tiếp theo chúng ta sẽ có là thứ nhất là con Titan Búa Chiến. Một cái con mà tôi nghĩ nó sẽ là nguyên liệu để gọi là chúng ta úp cái con Eren 6 sao. Con này thì phải nói là nó hơi tù ở trong mà cái việc mà phòng thủ cũng như là nó khá tù, nói chung là vậy. Nó không có khả năng thủ cũng như là không chay được. Ngoài ra thì nó cũng không có xinh đẹp lắm, nên là tôi đánh giá là con này thì anh em lấy vui thôi. Mà con này mình nghĩ là nó sẽ là nguyên liệu úp con Eren 6 sao, mình cũng tích hơi nhiều mà có vẻ là không cần đâu anh em. Đấy, nữa ra chắc trong banner kia chúng ta roll mẹ trong banner Zack chúng ta lấy cho nhanh anh em ạ. Rồi, tiếp theo sẽ là con Amen nha anh em. Amen hay chính xác là Amin à, Amin ở trong mà cái phim anh em ạ. Đây là một cái unit mà lúc trước là cũng rất là mạnh anh em, với cái lượng đam là sắp xỉ mấy con hàng mà top thời đó. Nhưng mà nó bị cái điểm yếu bây giờ là cái rank nó hơi bé, là cái tốc đánh hơi tù. Nhưng mà không sao anh em, tại vì ở trong cái lần update này nó đã cho nó làm cái ốp, thì cái ốp này đã tăng sức mạnh lên khá nhiều anh em ạ. Rồi, để mình up max cấp cho anh em coi nhé. Con Amin của chúng ta nó có lượng đam là 400 ngàn anh em ạ. Một cái lượng đam mà nếu mà tính toán thì nó có thể hơn Mikasa là con Levi anh em, nhưng mà nó không có sức quyết cũng như là cái tốc đánh nó tù quải chưởng, nên là đó nó sẽ gọi là thua con đó. Rồi thì Titan của anh Amen này của nó cũng gọi là na ná con ở bên đây đấy, để mình đặt ra cho anh em coi đó. Nhìn nó cũng giống hệt luôn anh em, chứ na ná mẹ nữa, nhìn nó y hệt Titan bên đây luôn anh em đó. Rồi giờ chúng ta đã có được cái dàn phòng thủ nha anh em. À, chưa kể là chúng ta vẫn có Onwin nha anh em. Onwin là gần như là cái video nào cũng có mặt của anh ta. Onwin là gọi là đội trưởng trong cái đội gì đó mà mình quên tiêu rồi, tại mình là fan AOT 20 năm nên là mình quên anh em ạ. Đấy, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái vấn đề boost dam. Nhưng mà anh em mình nó boost hơi ngu, kiểu này chắc mình nghĩ là Mikasa mình không được max dam quá anh em. Rồi thôi kệ đi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là thủ ba người, nó là cái số lượng quân chúng ta không đặt max được. Nên là mình sẽ ưu tiên con Mikasa và con Levi này đặt ra nhiều nhất có thể anh em. Thì Mikasa và Levi sẽ là cái nhân tố gánh tem ở trong cái đội hình của mình. Đó, ngoài ra thì mấy con gì nữa nè.
mấy con của mấy thằng em mình đem thì nó không có mạnh lắm đâu, nó chủ yếu là có một thằng sẽ đem cái con mà Dead Air, tại vì anh em có thấy được là điểm yếu của cái đội hình chúng ta là sẽ không có cái nhân vật nào Dead Air hết nha anh em. Đó, nên là chúng ta sẽ cần một cái nhân vật nào đó gọi là từ anime khác qua để hỗ trợ Dead Air. Nhưng mà mình cũng sẽ sử dụng cái nhân vật mà nó không quá mạnh đâu, tại vì nếu mà mạnh quá thì nó lại gánh hết nguyên cái game nữa anh em. Nên là mình sẽ sử dụng là Uru hoặc là con Ikidak để gọi là hỗ trợ một ít thôi. Rồi, bây giờ là mình đã đặt map hết những cái quân rồi anh em ạ. Mình sẽ bắt đầu tiến hành nâng những cái quân lên nha. Trước tiên mình sẽ nâng từ cái con gọi là Mikasa trước, bởi vì cái lượng đam Mikasa nó sẽ gọi là ổn áp hơn. Ngoài ra mình sẽ nâng tới con Levi, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi là trang trí những cái con kia thêm. Tiếp theo là con Amen thì sẽ mới tới cái con Eren em. Titan búa chiến thì chắc là mình sẽ không có đặt ra nhiều đâu. Rồi thì mình sẽ tua nhanh cái tốc độ ván đấu một tí để cho mấy thằng em mình nó dàn đội hình ra để nó phòng thủ, cũng như là tụi nó sẽ bắt đầu gọi là tính toán đường nào đó bút đam anh em ạ. Tại thật ra mình muốn tắt video để mình chữ nó để coi thử coi nó bút đam kiểu nào mát anh em, nhưng mà thôi mình sẽ nói là mình sẽ tua nhanh tốc độ trận đấu một tí. Rồi trở lại sau khi mà đội hình của chúng ta nó sắp tới cái giới hạn của nó nghe anh em. Game machine, a racing queen.
Đó anh em ạ, hiện tại là mình đang ở quay 66 lên 67 anh em. Đội hình của mình thì là cái đội hình đa số là nhờ vào cái xuất huyết, nên là chúng ta cần phải gọi là chỉnh những cái con này lại cho nó hợp lý anh em. Thì mình sẽ đứng từ xa chỉnh tàn này, nó đang auto up bằng cái phần mềm Tiny Tat này mà. Đây thì chúng ta cần phải gọi là tinh chỉnh cái này. Một con mình chỉnh lát cho nghiệt giờ quyết kịch tiệt kiểu yếu nhất rồi gần nhất xa nhất anh em ạ. Chúng ta cần phải chỉnh những cái này thật là nhiều khi mà chơi những cái đội hình xuất huyết anh em thì nó mới phát huy được tối đa cái sức mạnh của nó. Đó, gần như là anh em thấy là con nào mà nó đi ở trên cái sân của mình nó đều bị xuất huyết hết. Ồ sao mấy con này không bị ta? Đây để mình chỉnh lại thêm một vài con gọi là gần nhất low nit là nó sẽ đánh trúng thôi anh em ạ. Đây, chúng ta chỉ cần chỉnh low nit tức là gần nhất. Đây là một cái tinh chỉnh mới trong game anh em ạ, nên là chúng ta sẽ gọi là có chỉnh được thêm này. Đấy, gần như mấy con này anh em, tại cái xuất huyết anh em nó không có giữ được lâu, chỉ có 4 cái thôi, nên là có một số con nó sẽ không có bị dính hiệu ứng anh em ạ. Đấy, gần như nói chung là con nào mà mới xuất hiện ra nó cũng đều bị xuất huyết anh em, hứa với anh em luôn. Con nào mới xuất hiện ra nó đều bị ăn xuất huyết hết, nhưng mà có một số con nó đứng tầm này nè anh em, cái xuất huyết nó hết anh em là sẽ không có dính được anh em ạ. Mình cũng chưa có biết cái cách nào để gọi là dính cái xuất huyết ở đây hết anh em, nên là từ từ mình sẽ nghiên cứu thêm nha anh em. Đấy, bây giờ thì chúng ta cố gắng chỉnh nhiều nhất. Ở cái đàn Levi mình cũng có chỉnh nha anh em. Đấy, đàn Levi mình cũng có chỉnh một số con chứ không phải là không có chỉnh. Đây, mình sẽ chỉnh nó thêm nữa cho anh em coi. Pha tức là cái xa nhất nè. Đó, Clonit các kiểu đồ có hết trơn em ạ. Mình cũng đặt ra full hết rồi. Đây là cái đội hình chúng ta cũng đã maximum em. Hồi nãy nhờ có Uru của thằng em mình đem theo thì chúng mình đã gọi là vượt qua được cái kiếp nạn rồi, sắm 2 kiếp nạn mà nó có quái ba anh em ạ. Nhưng mà hiện tại mấy quái nó đang khá là trâu nè. Mình không biết là có qua được cái kiếp này hay không. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái con này Clonit tức là Clonit tức là gần nhất anh em ạ. Đó, nó sẽ đè nó sẽ đánh anh em. Chỉnh Clonit thì ngay khúc này nó bị đánh mà mình không biết làm sao để khúc này bị đánh hết anh em ạ. Cái xuất huyết là nó chỉ có được 4 lần thôi, nên là gần như nếu mà xuất huyết ở đây nè anh em, chúng ta đi tới đây là chúng ta hết xuất huyết anh em ạ. Đó, anh em có thấy được là như vậy. Đây là cái nguyên cái khu vực này anh em, nó mấy con quái này nó không có bị mất máu nè anh em. Mấy con ngay đây thì bị mất máu. Rồi bây giờ thì có một con Titon tiến công đang gọi là quỷ diệt hết mấy con Titon của mình. Nhưng mà anh em đừng quên là đội hình của chúng ta không chỉ có bao nhiêu đứa con thôi, chúng ta vẫn còn ở đây là một cái dàn Titon đội hình nha anh em. Titon đội hình ngay đây là một cú dặm là 1.2 triệu máu anh em ạ. Không ít đâu, 8 con này dặm một cái là cũng được gần 10 triệu máu đó anh em. Đó, nên là mình cũng khá là yên tâm ở đây. Đấy, mấy con này hai mấy triệu máu thôi, chết mẹ không. Con này 15 giây đánh lần chắc nguy quá anh em. Hơi toan rồi mà. hơi toan anh em. Rồi thì bây giờ mấy con quái này anh em có một số con máu chỉ có hai mấy triệu thôi, nhưng mà hình như là mình chịu không nổi nhiệt anh em. Ở đây thì có một số con bảy mấy triệu máu thì nó sẽ gọi là chắc ăn là công vô nhà mình rồi. Thôi thì nói chung đội hình AOT thì mình nghĩ là lên cái quay thứ 70 là cũng mạnh anh em ạ, chứ không phải là yếu đâu. Nhưng mà nếu mà so với những cái đội hình mà leo top khác thì đúng là cái đội hình này nó hụt hơi hơn thật anh em ạ. Anh em nào mà gọi là kiểu như đam mê AOT thì chơi đội hình này cũng được. Mà nhớ bỏ Eren này ra anh em, Eren này nó không có cái tác dụng mà thủ yếu lắm đâu. Ngoài ra anh em nên thêm một số con Death Air khủng khủng vô thì nó sẽ tốt hơn. Chứ mà xài cái đội hình này thủ thì chắc anh em thua 12 quá, anh em không thủ E được. Đấy, thằng em mình nãy giờ nó bút đam cũng khá là ổn anh em ạ. Đó, gần như là con nào cũng mát đam hết. Liều lượng đam mình kiếm được ở trong trận này cũng là 6.1 triệu. Một cái lượng đam gọi là ổn cho mình anh em ạ. Đối với mình thì 6 triệu mấy quay là ổn anh em. Mình thì không có đi farm đam nhiều đâu, farm lần nó mấy trăm triệu đam, mấy trăm tỷ đam, cái mát đam nó cũng hơi chán. Nên là mình thích farm từ từ thôi anh em ạ, trận 6-7 triệu, 6-7 tỷ nữa anh em. Nhận từ từ cho nó đã anh em ạ. Chứ mà farm nguyên cái update mà anh em farm một hai trận anh em mát, game nó dễ chán đó anh em. Đó, đó là một trong những cách mà mình chơi game nó bền lâu hơn các bạn. Rồi, mấy con đi đầu tiên là chắc ăn là thế nào cũng bị dính anh em ạ. Tại mình có chỉnh một số con first nên là những con đi đầu kia gì nó cũng gọi là bị dính chưởng của mình hết. Nhưng mà cái bây giờ những cú chém của mấy con mà Levi, Mikasa quánh nó cũng không có còn mà thấm cái con này quá đâu anh em. Mấy con này lượng máu của nó mười mấy triệu rồi, nên là một cú chém của mấy con này chưa tới 1 triệu máu gì chưa kể, thế là nó còn phải đợi xuất huyết nữa, nên là sẽ khó lần nào mà thủ được lắm anh em. Nếu mà bây giờ gặp một con mà khoảng 60 triệu máu ủi ở nhà là chắc là không có cửa ăn đâu. Ở đây mình có một con gọi là 56 triệu máu nè anh em, hãy cùng coi thử coi là con Titon này nó có thể gọi là quỷ diệt cái nhà mình được hay không nhé anh em. Rồi cố lên. Đó, quay này quay thứ 74 rồi anh em ạ. Nó đang gọi là càn quét nhà của chúng ta. Nhà chúng ta là thua là do quái dưới đất anh em, chứ không phải là do quái bài anh em ạ. Mình cứ nghĩ là do quái bài thua. Quái bài của quay 72 mà thua. Ai ngờ là quay thứ 74 là thua bởi mấy quái dưới đất rồi anh em ạ. Rồi để coi thử coi là chịu nổi không nhé. Ui. Thử nha. 15 triệu máu anh em. Ôi mấy con này mạnh phết. Con Titon đại hình vẫn là cái con mà mình tin tưởng nó có thể ủi vô nhà của mình nhất. Rồi con này là con ninja anh em ạ. Lượng máu của anh ta là 5 triệu. Ôi. Chơi nó anh em, hay quá, nổm đây. Mình nghĩ là nổi anh em, con này ngẫm của tỏi. Vậy là con Titon sẽ là cái con mà chính cái con Titan này chính là cái con mà nó sẽ quỷ diệt cái nhà mình nha anh em.
cũng như là nó đã hủy diệt luôn cả tem gọi là AOT của mình nha. Không thể tin được là đội hình AOT của chúng ta, đội hình Attack on Titan chúng ta lại thua bởi một con Titan em ạ. Rồi vậy là chúng ta đã gục ngã quay thứ 75 nha em. Lượng đam mình nhận được là khoảng gần 10 tỷ em ạ, một cái lượng đam mà mình thấy là cũng khá là ngon. Đấy, hiện tại là cái chức năng mà qua quay anh em nó cũng đã cho chúng ta khá là nhiều emerald, như là khá nhiều gem. Đó là anh em nào thích thì anh em có thể gọi đi cái này để kiếm gem thì cũng được. Bỏ cách kiếm gem, nhưng mà tôi nghĩ là giờ mới update thì 10 100 triệu 100 tỷ đam chứ anh em cũng sẽ đi farm đam cho nhanh chứ rảnh đâu mình chơi kiểu này. Rồi thì mình sẽ kết thúc video tại đây anh em. Nếu mà anh em có ý tưởng là video đó, để lại bình luận cho mình để mình làm nó sớm có thể. Bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.